Dự kiến trình luật đất đai sửa đổi vào tháng 5 năm 2022. Chính phủ vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án luật đất đai sửa đổi vào chương trình xây dựng luật năm 2022. Theo đó, luật đất đai 2013 sau 7 năm thi hành đã bộc lộ một số hạn chế. Bên cạnh đó, báo cáo của chính phủ cũng nhấn mạnh tình trạng tham nhũng, trục lợi và thất thoát nguồn thu ngân sách liên quan đến đất đai vẫn còn diễn ra, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có nơi chưa đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người có đất thu hồi và nhà đầu tư. Thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất còn yếu kém, thiếu đồng bộ. Chính phủ đề nghị đưa dự án luật đất đai, sửa đổi và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Chính quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, tháng tháng 5 năm 2022 và thông qua tại kỳ họp thứ 4, tháng tháng 10 năm 2022 để sửa đổi 11 nhóm chính sách đã được xác định rõ ràng phương án xử lý, tổng kết thực tiễn đánh giá tác động kỹ lưỡng để giải quyết những yêu cầu thực tiễn cấp bách đặt ra